về phía sau. Đẹp quá. Ý tôi nói là tôi đang làm một nghĩa cử rất cao đẹp. Khỏi phải thử, thấy mát mát là biết rồi. Cái áo phải không? Sao nó không thấy? Đoán. Mặc dù anh không thấy, nhưng em vẫn có cảm giác sợ sợ. Anh quay mặt đi. Hai đó làm gì mà cứ rù rì nhau vậy? Tao chưa hề quay lại đâu nghe. Giỏi.